Thưa quý vị, Huế từng là vùng đất đóng đô của vương triều nhà Nguyễn, trải dài gần 400 năm từ thời các chúa Nguyễn cho đến thời các vua Nguyễn, nên tại Huế hiện nay còn tồn tại rất nhiều các công trình mang tính chất lịch sử và lưu giữ nhiều giá trị về mặt kiến trúc và nghệ thuật. Khi nhắc tới các công trình của nhà Nguyễn, chúng ta thường hay nhắc tới các công trình trong Đại Nội Kinh Thành Huế, nơi sinh sống và làm việc của 13 vị vua nhà Nguyễn, trải dài xuyên suốt 140 năm, hay biết đến các công trình lăng tẩm, nơi yên nghỉ của các vị hoàng đế và hoàng tộc của nhà Nguyễn. Tuy nhiên tại Huế lại còn có những công trình có 102 mang tính lịch sử và nghệ thuật rất cao, thuộc về quần thể di tích cố đô Huế và đã được UNESCO công nhận, nhưng lại ít người biết đến, ngay kể cả những người dân tại Huế này. Vậy đó là công trình nào? Thì bây giờ Quốc Hoàng xin mời quý vị hãy đồng hành với Quốc Hoàng để chúng ta cùng nhau tìm hiểu và khám phá quý vị nhé. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, hiện tại là Hoàng đang có mặt ở tại phường Thủy Biều của thành phố Huế, và cái vị trí Hoàng đang đứng đây chính là một cái công trình, một cái di tích dưới thời của nhà Nguyễn. Người ta gọi đây chính là cái di tích Hổ Quyền, thưa quý vị. Và bây giờ Hoàng sẽ mời quý vị chúng ta hãy cùng với Quốc Hoàng mình sẽ vào bên trong này và khám phá coi ở đây là một cái công trình gì và nó có cái gì đặc biệt và thú vị quý vị nhé. Vâng, và quý vị thân mến, Hoàng đang có mặt ở phía trên của cái đấu trường, gọi là đấu trường voi và hổ, thưa quý vị. Thì đây cũng là một cái công trình mà người ta hay ví von là một cái đấu trường La Mã theo cái phiên bản của Việt Nam. Thì quý vị chúng ta mình biết rằng so sánh như vậy thì mình so sánh mang cái tính chất là nó vui thôi. Còn nếu mà so về cái bề dày lịch sử thì chắc chắn ở đây là cái công trình không thể nào mà bằng được cái đấu trường La Mã được. Tại vì thứ nhất nó là mang một cái giá trị về bề dày lịch sử rất là dài, hơn 2.000 năm trước, và cũng là một trong 7 kỳ quan của thế giới. Còn ở đây là một cái đấu trường của người Việt Nam của chúng ta được xây dựng dưới thời của vua Minh Mạng, và cái mục đích được xây dựng nó cũng khác so với đấu trường La Mã nữa. Thì ở đây là cái công trình xây dựng nhằm để mà tổ chức những cái cuộc tỷ thí sinh tử, gọi là sống còn, giữa hai cái con thú, đó chính là voi và hổ. Thì hai con thú này được tượng trưng là sức mạnh của núi rừng mà, nên mà cho tổ chức ở đây. Thì quý vị chúng ta mình biết rằng thì hồi xưa với cái quan niệm và cũng như là về cái bề dày lịch sử trong cái quá trình lịch sử của Việt Nam của chúng ta đó, thì voi là một cái con vật rất là được ưa chuộng, nó tượng trưng cho một cái điều thiện đúng không ạ? Còn hổ là tượng trưng cho một cái điều ác. Và đặc biệt nữa là trong cái quá trình mà xây dựng những cái quân đội, lực lượng quân đội đó, thì cái đội tượng binh là một cái lực lượng không thể thiếu trong cái quân đội các cái thời quân chủ hồi xưa, thời phong kiến hồi xưa. Như quý vị chúng ta mình quay ngược trở lại cái thời lịch sử đó, như những cái trang sách và những cái câu chuyện mà chúng ta hay kể, thì hai bà Trưng cưỡi voi xông ra ngoài chiến trường đúng không ạ? Thì đó, vào năm 40 thì hai bà Trưng đã dùng những cái đội quân tượng binh của mình để mà đánh quân Đông Hán. Thì tới thời của bà Triệu cũng vậy thưa quý vị, năm 248 thì bà Triệu đã dùng những cái lực lượng voi chiến của bà huấn luyện nên để mà đánh quân Đông Ngô. Rồi sau này dưới thời của khởi nghĩa Lam Sơn hay là khởi nghĩa Tây Sơn, ví dụ thời Quang Trung Nguyễn Huệ đánh tan 29 vạn quân Thanh ở tại trận Ngọc Hồi Đống Đa đó, thì cũng đã sử dụng những cái lực lượng tượng binh này. Thì điều đó cho thấy rằng đây là một trong những cái con vật mà rất là được ưa chuộng, rất là được đề cao trong cái vấn đề xây dựng cái lực lượng an ninh quốc phòng cũng như là lực lượng quân đội hồi xưa, lực lượng tiên phong trong cái quân đội của mỗi triều đại. Đó, thì dưới cái thời của nhà Nguyễn cũng vậy thưa quý vị, để xây dựng những cái công trình cũng như là tổ chức những cái cuộc tỷ thí như vậy để mà nhằm nâng cao cái tính chiến đấu cho cái con voi này. Nhưng mà sau này khi xây dựng cái công trình Hổ Quyền dưới thời của vua Minh Mạng á, nó còn thêm một cái nhiệm vụ, một cái ý nghĩa khác nữa, đó chính là nhằm mục đích tiêu khiển cho nhà vua thưa quý vị. Thì khi mà nhà vua tới đây thì xem những cái trận đấu sinh tử đó, thì nhằm mục đích tiêu khiển cũng như là cho các võ quan nhìn vào những cái cuộc tỷ thí đó để mà tìm ra những cái thế võ, biên soạn những cái thế võ vào trong cái môn võ là Hổ Quyền Đạo. Đó, thì theo Hoàng được biết là như vậy ha quý vị. Còn nói về cái công trình này đó thưa quý vị, thì sử cũng kể lại rằng á, trong một lần vua Minh Mạng tổ chức
cái lễ tứ tuần đại khánh của mình, tức là sinh nhật lần thứ 40 của mình ở tại Cồn Giả Viên đó thưa quý vị, thì vua cũng đã cho tổ chức một cái trận tỷ thí, mà lúc bấy giờ là tỷ thí ở trên cái Cồn Giả Viên, Cồn Giả Viên ngay bên dòng sông Hương á. Thì khi mà tổ chức như vậy thì hai cái một con hổ nó mới tấn công vào cái con voi này, và sau đó bị con voi nó lật đảo lại tình thế và khiến con hổ thua và bỏ chạy. Khi mà bỏ chạy như vậy á thì nó mới chồm, nó nhảy lên cái thuyền rồng của nhà vua đang ngự ở gần Cồn Giả Viên đó. Thì thấy như vậy thì vua hết sức là hốt hoảng luôn. Cũng may rằng đội quân hộ vệ của vua mới kịp thời căn ngang và giết con hổ này đi, chứ không là sẽ uy hiếp tới tính mạng của nhà vua. Thì thấy cái vấn đề nó không có được an toàn cho lắm, nên sau này vua Minh Mạng cùng trong năm đó thì ông mới cho tức tốc xây dựng cái công trình này, để mục đích là năm sau tổ chức cái cuộc đấu nó được an toàn hơn. Thì vua Minh Mạng đã cho xây dựng cái công trình này năm 1830 quý vị, tính tới nay là được 191 năm rồi thưa quý vị. Thì thưa quý vị thân mến, về cái vật liệu mà được xây dựng cái công trình này đó, thì như cả nhà chúng ta mình thấy là được làm bằng gạch vồ, đá thanh và vôi vữa là chính thưa quý vị. Đó là ba cái vật liệu chính để mà xây dựng lên cái công trình này. Và về cái cấu trúc của cái công trình thì cả nhà mình nhìn thấy nó là một cái hình tròn, hình tròn giống như là một cái vành khăn. Cái vòng thành ở bên trong này cao khoảng 6 mét, cái vành thành bên ngoài á, thì cao khoảng tầm 5 mét thưa quý vị. Thì ở bên trong cả nhà chúng ta mình nhìn thấy nữa, đó là năm cái cánh cổng. Năm cánh cổng đó chính là nơi mà dành cho những cái con hổ này, người ta sẽ nhốt những cái con hổ ở tại đây. Và đây cũng chính là một trong những cái nơi mà hồi xưa dưới thời nhà Nguyễn là cho nuôi hổ ở đây luôn thưa quý vị. Đó thì những cái con hổ được cho nhốt vào trong những cái cánh cổng đó. Còn voi á, thì người ta sẽ đưa voi vào bằng một cái cánh cổng lớn hơn. Đó chính là cái cánh cổng này đây thưa quý vị. Đó là về toàn thể về cái cấu trúc của cái hổ quyền này quý vị ha. Còn về cái thể thức thi đấu cũng như là cái thể lệ thi đấu thưa quý vị, như cả nhà chúng ta mình biết rằng trước khi mà vào trong cái trận đấu này thì tất cả các cái con hổ này đều bị là cho bẻ nanh và cũng như là cắt hết tất cả các móng vuốt đi, để mà nó tránh làm hư tổn tới những cái con voi. Thì điều đó cũng thể hiện được cái vấn đề trong cái cuộc tỷ thí á, nó cũng có một cái sự thiếu đi một chút công bằng dành cho những cái chú hổ. Vâng, và thưa quý vị thân mến, hiện tại là Hoàng đang đi ra hướng phía sau hướng phía sau để mà Hoàng coi thử những cái chuồng mà hồi xưa người ta nhốt hổ ở đây. Thì Hoàng đang đứng ở trên cái chuồng hổ này thưa quý vị, một trong năm cái chuồng hổ hồi nãy mà có năm cái cánh cổng trổ ra đó quý vị. Thì cả nhà chúng ta mình nhìn xuống dưới, mình có thể mình thấy được cái nơi mà người ta nhốt những cái con hổ này, có cái máng nước luôn, có cái máng nước và có cái cổng mà để cho con hổ nó đi ra. Thì ở phía trên này á, cả nhà mình có thể thấy được cái cần trục. Cần trục này Hoàng nghĩ rằng cái này là người ta mới làm sau này, trùng tu sau này thôi, nhưng mà nó cũng đã thể hiện được cái chức năng của nó. Thì đây là một cái đòn bẩy quý vị, cả nhà mình nhìn hình dung là giống như một cái đòn bẩy á, nó kết nối với một cái sợi dây sắt, cái sợi dây sắt ở phía đầu của cái trục. Để trước khi mà thả những con hổ này á, thì những đội quân lính người ta sẽ kéo cái cần trục này xuống để mà tác động, lấy một cái lực để mà kéo cái cánh cổng ở phía dưới này lên, thả những cái con hổ này ra ha quý vị. Nó thì ở đây có 5 cái cần trục và tương ứng với đó là 5 cái chuồng nhốt hổ ha quý vị. Còn cả nhà chúng ta mình nhìn lại là bên kia, đó chính là cái cánh cổng mà dành cho voi vào ha. Ở trên cái cánh cổng dành cho voi đó, đó chính là cái nơi mà vua sẽ đứng, nơi vua đứng để mà nhìn xem chứng kiến cái trận tỷ thí này. Đó, thì cái đó là nơi vua ngự ha quý vị.
Vâng, và thưa quý vị thân mến, bây giờ sau khi chúng ta mình đã tìm hiểu và tham quan xong cái công trình di tích Hổ Quyền này, thì Hoàng xin mời quý vị chúng ta hãy tiếp tục di chuyển với Quốc Hoàng qua cái vị trí Hoàng đang đứng đây khoảng tầm 400m. Đó chính là về tới một cái điện nơi thờ những cái con voi được gọi là công thần dưới thời của nhà Nguyễn quý vị ha, được gọi là điện voi ré. Thì bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy tiếp bước cùng với Quốc Hoàng nha. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, hiện tại là Hoàng đang có mặt ở phía trước của Long Châu Miếu, hay còn được gọi với một cái tên thân thuộc khác, đó chính là điện Voi Ré thưa quý vị. Thì cái vị trí này, quý vị chúng ta mình hình dung nó cách với cái đấu trường Hổ Quyền khoảng tầm 400m về hướng Tây. Thì ở đây cả nhà chúng ta mình nhìn thấy một cái hồ nước, đây là người ta gọi là hồ điện. Hồ điện thưa quý vị, thì tương truyền rằng trước khi mà những chú voi được đưa vào để mà giao đấu hay gọi là tỷ thí với những con hổ đó, thì thường xuống đây để mà uống nước trước khi mà bước vào những cái trận giao đấu sinh tử đó. Thì bây giờ Hoàng sẽ mời quý vị chúng ta hãy vào bên trong cùng với Quốc Hoàng để chúng ta tìm hiểu về cái công trình kiến trúc này, được gọi là điện Voi Ré ha quý vị. Thì điện Voi Ré là một cái tên mà người ta hay gọi, dân gian ở đây người ta gọi cho cái công trình này. Thì tương truyền rằng trước kia vào thời chúa Nguyễn thì có một cái con voi chở một cái vị dũng tướng của nhà Nguyễn để mà đi đánh quân Trịnh ở phía đằng ngoài đó. Thì vị dũng tướng này đã tử trận, rồi sau đó con voi này với rất là đau buồn nên mới chạy một mạch từ xứ đằng ngoài vào tới vị trí này đây. Thì con voi nó đã ré lên một tiếng, gọi là gầm lên một tiếng rất là lớn trước khi nó ngã quỵ ở cái vị trí này. Nên cảm thương cho cái con voi hết sức là trung thành như vậy, thì người dân ở đây người ta mới đào một cái khu mộ để mà chôn cái chú voi trung thành này thưa quý vị. Thì ở đây như Hoàng có giới thiệu với quý vị chúng ta mình rất là nhiều những cái ngôi miếu hay là những cái điện trong các cái công trình lăng tẩm của các vua, các bà hoàng của nhà Nguyễn đó. Thì ở đây cũng được gọi là điện, nhưng mà điện này là thờ voi ha quý vị. Nên cả nhà chúng ta mình nhìn thấy những cái công trình kiến trúc ví dụ như là cổng Tam Quan rất là thấp luôn. Nó cũng là một cái công trình điện được thờ gọi là những người mà có công đúng không ạ? Thường thường là thờ những người có công, những vị anh hùng, những người vĩ nhân. Đó thì ở đây lại được thờ voi. Nên quý vị chúng ta hình dung các cái công trình này nè, ví dụ như là cửa quý vị chúng ta mình thấy nè, nó thấp hơn cái đầu của Hoàng, cũng như là vào bên trong cái điện mà thờ những bài vị hay là thờ những cái con voi này đó, thì nó cũng rất là thấp luôn. Thì đó là mô phỏng về kiến trúc để quý vị chúng ta mình hình dung. Và thứ hai nữa quý vị chúng ta mình thấy rằng con voi cũng là một trong những con vật hết sức là được đề cao cũng như là quý trọng trong các vương triều xưa, đặc biệt cái thời của nhà Nguyễn ha quý vị. Đó, và sau này thời vua Gia Long lên ngôi đó thưa quý vị, thì để mà tưởng nhớ cái công ơn của bốn cái con voi gọi là công thần trong cái đội tượng binh của mình á, thì ngài đã cho xây dựng cái miếu này đây. Xây dựng cái điện này đây để mà thờ bốn cái con voi. Thì hiện nay quý vị chúng ta mình thấy những cái con voi đang được thờ ở đây, gọi là điện Long Châu ha quý vị. Đây là một con voi đang thờ ở đây, thì quý vị chúng ta mình nhìn thấy rằng cũng thắp hương, cũng có án thờ. Và đặc biệt ở trong điện theo Hoàng được biết là cũng có bài vị, rồi cũng có những cái án thờ cho những cái chú voi này. Đó là một cái công trình hết sức là đặc biệt ha. Thờ những cái con voi là một trong những cái lực lượng là kinh tượng của dưới thời của nhà Nguyễn. Và đặc biệt quý vị chúng ta mình thông qua cái công trình này mình có thể thấy được nó rất là thấp ha. Cái điện này rất là thấp luôn. Đó. Thì với cái sự bào mòn của thời gian cũng như là ảnh hưởng bởi chiến tranh vân vân, nói chung là nhiều yếu tố khách quan khác, thì cái công trình này hiện nay cũng đã xuống cấp và bị tàn phá đi rất là nhiều. Nên quý vị chúng ta mình nhìn thấy rằng ngoài cái điện điện Long Châu này ra thì tất cả cái công trình dường như đều xuống cấp ha quý vị. Trước mặt cả nhà đó chính là Đông Phối Điện ha. Ở đây có hai cái công trình được xây dựng đang đối qua trước mặt của cái điện Long Châu này, đó chính là Đông Phối Điện và Tây Phối Điện. Hoàng sẽ vào bên trong này, Hoàng tìm hiểu xem. Theo Hoàng không lầm, đó chính là những cái án thờ của những chú voi mà dũng cảm hy sinh tử trận trong những cái cuộc chiến giữa quân đội của nhà Nguyễn.
Quý vị chúng ta mình thấy đây là những cái vật liệu hồi xưa, nguyên bản hồi xưa dưới thời của vua Gia Long cho xây này quý vị. Đó, là đây là gạch vồ ha. Thì một cái vật liệu rất là thường thấy trong các cái công trình của nhà Nguyễn cho xây dựng luôn. Hồi xưa ở đây có cửa luôn quý vị. Ở đây có cửa nè, bằng chứng Hoàng thấy có cái then cửa này quý vị. Đây là những cái then cửa này. À, nhưng mà sau này do cái quá trình của thời gian thì những cái cửa này cũng không có còn giữ nguyên được hồi xưa như hiện trạng ban đầu nữa. Ở đây là một cái bức bình phong trước mặt của điện Long Châu. Thì Hoàng thấy được một cái hình tượng rất là đặc biệt. Tại vì đây là cái hình tượng mà chúng ta cũng hay bắt gặp trong các cái công trình kiến trúc dưới thời nhà Nguyễn. À, một cái hình tượng là thân ngựa nhưng mà đầu là đầu lân ha quý vị. Đó. Thì theo Hoàng tìm hiểu và được biết ở đây là một cái hình tượng mà thường thấy trong những cái công trình lăng tẩm hay là những cái công trình nào quan trọng với thời của nhà Nguyễn mới được cho đắp cái phù điêu này. Nhưng mà ở đây thì chúng ta mình cũng thấy một cái hình tượng như vậy. Thì thông qua đây thì mình có thể thấy được một cái tầm quan trọng nữa của cái công trình này, nơi mà cái con voi mà được cho rằng nó đã tham gia những cái trận chiến cùng với nhà Nguyễn để mà đánh lại quân Trịnh ở xứ đằng ngoài. Nó khi mà về đây nó mất ở đây thì người ta đã sau này với chôn nó, và sau này tới vua Gia Long để cho xây cất một cái điện rất là hoành tráng, rất là lớn như vậy. Đó, thể hiện được cái tầm quan trọng của cái lực lượng kinh tượng của nhà Nguyễn ha quý vị. Thì thông qua đây quý vị chúng ta mình có thể thấy được cái sự yêu mến của nhân dân cũng như là quân đội nhà Nguyễn, những cái tình cảm mà dành cho những cái chú voi mà trong cái lúc mà xông pha trận mạc, cũng như là cái sự yêu mến nhất định dành cho những cái chú voi này. Thì đây chính là cái cổng tam quan như hồi nãy Hoàng đã giới thiệu với tất cả mọi người, cũng được cho khảm sành sứ. Và đặc biệt ở phía trên cả nhà mình nhìn thấy một cái hệ thống cổng tam quan có hai phần, phần cổng và phần miếu ở trên để mà thờ ha. Thì ở đây Hoàng cũng không có thấy được cái hình tượng nào để thờ ở trên hết, nên Hoàng cũng không biết là hồi xưa cái miếu này là thờ cái gì, không biết là thờ cái gì ha quý vị. Nhưng mà thông qua này thì Hoàng giới thiệu với quý vị chúng ta về cái kiến trúc á, thì kiến trúc hết sức là cũng công phu và được cho khảm sành sứ với những cái đường nét hoa mai rồi tứ thời ha quý vị, ở phía trên rất là đẹp luôn đó. Nhưng mà rất tiếc là vì cái sự ảnh hưởng bởi thời gian tác động rất là lớn tới cái công trình này nên nó không còn giữ được cái nguyên bản giống như là hồi xưa nữa. Rồi thì thưa quý vị thân mến, trong cái video này Hoàng chủ yếu là giới thiệu với quý vị hai cái công trình, một là cái Hổ Quyền, hai là cái điện Voi Ré hay được là Long Châu Miếu này. Thì cũng xin cảm ơn quý vị chúng ta đã theo dõi video này. Quý vị chúng ta mình biết thêm về những cái công trình dưới thời của nhà Nguyễn, đặc biệt ở đây là cái công trình mà hồi xưa dành để mà tưởng nhớ cũng như là ghi ơn những cái công đức của những cái con voi đã tử trận. Bây giờ chắc có lẽ là Hoàng xin phép được khép cái video tại đây. Xin cảm ơn quý vị chúng ta đã theo dõi nha. Hãy ủng hộ kênh của Hoàng bằng cách là đăng ký kênh hoặc là like, subscribe ha quý vị. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị chúng ta rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye.